chào các bạn đã đến với kênh Văn học và những cảm nhận. Các bạn thân mến, sự tri âm giữa người đọc và người viết trước hết được bắt nguồn từ quy luật của sự sáng tạo nghệ thuật. Người nghệ sĩ cầm bút là để giải bày lòng mình. Bạn đọc cũng có suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, có niềm vui và nỗi buồn, có cảnh ngộ và tâm trạng, nhiều khi bắt gặp sự đồng điệu với nhà văn, nhà thơ. Khi hai luồng sóng tâm tình ấy giao hòa thì tác phẩm sẽ rực sáng lên, trở thành nhịp cầu nối liền tâm hồn với tâm hồn, trái tim với trái tim. Sự đồng điệu này đôi khi là nguồn cảm hứng để độc giả lại trở thành những người nghệ sĩ, sáng tác những vần thơ cảm tác để giải bày cảm xúc của mình. Kênh Văn học và những cảm nhận xin trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả, các em học sinh và các thầy cô giáo một bài thơ phóng tác từ truyện ngắn Chữ người tử tù của tác giả Quách Lan Anh. Chị là một nhà giáo rất có tâm huyết với nghề, là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Chị đã có khá nhiều bài thơ hay phóng tác từ các truyện ngắn xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại như Hai đứa trẻ, Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, Chữ người tử tù, Chí phèo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong văn hóa nước ta có bộ môn thư pháp, ông Huấn Cao Lỗi Lạc nổi tiếng là có tài. Nhà ngục có một ngày gọi là viên quản ngục, nửa tháng trời nhẫn nhục để xin chữ Huấn Cao, nhưng chưa biết làm sao vì Huấn Cao vốn khoảnh, tri kỷ chỉ vài người, còn không thì ông chảnh. Vào buổi trời lành lạnh, ông Huấn cùng năm người khiêng một cái gông nặng, vẫn khoan khoái mỉm cười. Kẻ khuấy nước chọc trời rơi đầu còn chẳng sợ, huống chi kẻ tiểu nhân dở những trò bợ đỡ. Những ngày đầu bỡ ngỡ, cơm rượu vẫn đều đều, chỉ có điều ông Huấn hiểu quản ngục bao nhiêu. Cho đến một ngày nọ, quản ngục tái nhợt người, chỉ ngày mai ông Huấn sẽ rơi đầu, trời ơi! Giờ thì ông Huấn hiểu, quản ngục cũng như là một thanh âm trong trẻo giữa ngục tù xấu xa. Ông đồng ý cho chữ một báu vật trên đời, trong buồng giam chật hẹp, cái đẹp được lên ngôi. Xưa nay chưa từng có, cũng là chuyện lạ đời, quản ngục uy quyền thế lại cúi đầu không thôi. Tử tù lại ngạo nghễ, ung dung biết nhường nào, nghiêng mực thơm lụa trắng mới tươi đẹp làm sao. Không chỉ là cho chữ, ông Huấn còn khuyên rằng bỏ ngục tù tâm tối để lòng khỏi ăn năn. Thiền lương cần phải giữ, sống đúng đạo làm người, đừng nên làm điều ác thì chữ mới đáng chơi. Nghe xong lời khuyên ấy, quản ngục cúi rạp người, lại tử tù một lại mà nước mắt mềm môi. Điều Nguyễn Tuân muốn nói, đẹp cứu rỗi linh hồn, cái đẹp là bất tử để người đời suy tôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bài thơ phóng tác từ truyện ngắn Chữ người tử tù của tác giả Quách Lan Anh. Kênh Văn học và những cảm nhận hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn cho nội dung của kênh ngày càng phong phú hơn. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhận được những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!